Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của dân qua SCB để mua bất động sản. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 4, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần tranh tụng của đại diện Viện Kiểm sát đối với phần bào chữa bổ sung của các luật sư. Tranh luận lại quan điểm bào chữa của luật sư về đề nghị phải trưng cầu giám định thiệt hại và việc cơ quan tố tụng không căn cứ vào kết quả định giá của công ty Hoàng Quân. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, việc định giá trong tố tụng hình sự không phải căn cứ vào kết quả định giá. Cơ quan tố tụng tiến hành thu thập bằng nhiều biện pháp khác và không áp dụng định giá tài sản để đánh giá vụ án. Vị đại diện Viện Kiểm sát nhắc luật sư cần nghiên cứu lại bộ luật hình sự và hồ sơ của vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, để chiếm đoạt tài sản của SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thực hiện một chuỗi hành vi sai phạm. Điều này đã được thể hiện ở cáo trạng và phần tranh tụng trước. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo thực hiện quy trình cho vay ngược để chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới tội danh tham ô tài sản, một số luật sư cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo không thỏa mãn yếu tố người có chức vụ quyền hạn nên không đủ căn cứ để truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan về tội danh này. Tuy nhiên, theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức. Các bị cáo thực hiện chuỗi sai phạm, người sau tiếp cận sai phạm của người trước để nối tiếp. Với SCB thì Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc là người điều hành. Ở góc độ chứng minh tội phạm, Viện Kiểm sát cho rằng sự thật khách quan vụ án chỉ có một, nhưng những điều giống như sự thật thì có nhiều, tùy vào góc độ quan sát và lăng kính từng người. Những quan điểm khác nhau của Viện Kiểm sát và luật sư sẽ được hội đồng xét xử đánh giá trong quá trình nghị án. Viện Kiểm sát cũng cho rằng cách tiếp cận và phương pháp xác định lập luận của luật sư bảo vệ cho bị cáo Trương Mỹ Lan là theo mô hình tách bị cáo ra khỏi hệ thống SCB và tiếp cận theo góc chức vụ quyền hạn. Còn Viện Kiểm sát tiếp cận theo hướng rộng hơn, xem xét toàn bộ cơ cấu bộ máy SCB, sai phạm từ Đại hội đồng Cổ đông tới các cấp dưới. Theo Viện Kiểm sát, kết quả thẩm tra tại phiên tòa và hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Lan sở hữu 91,5% cổ phần SCB. Việc sở hữu quản lý như vậy đã vi phạm quy định của luật tổ chức tín dụng. Bị cáo Lan nắm quyền sở hữu cổ phần gần như tuyệt đối, tham gia Đại hội đồng Cổ đông, sử dụng quyền lực để bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, đưa người thân vào quản lý, biến SCB thành công cụ huy động tiền. Do đó, căn cứ theo Điều 17 Bộ Luật Hình sự quy định về đồng phạm, Viện Kiểm sát xác định bị cáo Lan là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, có hành vi chi phối, chỉ đạo các bị cáo để giúp bà chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, có đủ căn cứ để truy tố, xét xử bị cáo Lan về tội tham ô tài sản. Đối với việc các luật sư viện dẫn Điều 353 Bộ Luật Hình sự quy định, người nào có chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý mới là tham ô tài sản. Còn bị cáo Lan không giữ chức vụ gì trong SCB nên không thể quy kết bị cáo tội tham ô tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Lan nắm quyền cao nhất SCB, điều hành các bị cáo có chức vụ khác tại SCB. Chức vụ các bị cáo tại SCB là do bị cáo Lan bổ nhiệm. Do đó, Viện Kiểm sát khẳng định không có lý do gì nói bị cáo không phải là chủ thể theo Điều 353. Về quan điểm của luật sư cho rằng, SCB lấy đâu ra tiền để cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt? Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, đây là quan điểm bào chữa vô căn cứ, chứng tỏ luật sư không nghiên cứu hồ sơ vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Lan không có nhiều tài sản như bị cáo đã trình bày, cũng không có nguồn lực tài chính dồi dào. Trước khi hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan có rất nhiều khoản nợ tại ngân hàng Tín Nghĩa. Đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi tại sao bị cáo Lan có nhiều tài sản nhưng không tất toán các khoản nợ cũ mà sử dụng SCB huy động tiền gửi của dân. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đối đáp lại rằng tiền ở đâu bị cáo chiếm đoạt là tiền huy động của dân. Ngân hàng nhà nước đã gồng mình cho SCB vay khoản tiền khổng lồ để chi trả dân, ổn định tình hình tài chính, không biết khi nào thu hồi đủ. Số tiền khổng lồ này đáng lẽ sử dụng vào nhiều mục đích khác cho chúng ta, con cháu chúng ta. Trả lời câu hỏi của luật sư rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản để làm gì? Viện Kiểm sát trả lời ngắn gọn, để mua nhiều bất động sản. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trước năm 2012, bị cáo chỉ có 60 tài sản.
số 1.109 tài sản còn lại là mua sau năm 2012. Đại diện Viện Kiểm sát cũng tỏ ra bức xúc trước phần bào chữa của luật sư Trương Thanh Đức, khi ông này nói lần đầu tiên trong lịch sử đề nghị tử hình một doanh nhân. Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, luật sư không biết rằng chưa bao giờ trong lịch sử có một nữ doanh nhân sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền lớn đến mức không có từ nào để diễn tả. Tài sản bị cáo đưa vào là phương thức thủ đoạn phạm tội. Bất cứ lúc nào cần, bị cáo rút ra, nâng khống tài sản đảm bảo, chứ không phải tự Viện Kiểm sát lập luận. Luật sư bào chữa nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan có thể vừa mất tài sản, vừa đối mặt với án tử hình. Phiên tòa của Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát đang bước sang tuần xét xử thứ 5 với nội dung Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và các luật sư bị cáo tiếp tục tranh luận. Chiều ngày 1 tháng 4, sau khi tổ kiểm sát viên đối đáp các quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền lợi, thì bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số luật sư cũng tiếp nối bào chữa bổ sung. Đối đáp, Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể của tội tham ô tài sản. Bào chữa bổ sung, luật sư cho rằng cấu thành tội chiếm đoạt và gây thất thoát là hoàn toàn khác nhau nhưng cùng một hành vi lại xem xét bị cáo hai tội danh là hoàn toàn mâu thuẫn. Cùng tính chất nhưng vừa mang tính chiếm đoạt vừa gây thất thoát là mâu thuẫn về mặt pháp lý cần giải quyết. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại việc Viện Kiểm sát quy buộc Trương Mỹ Lan đưa tài sản thế chấp là phương thức thủ đoạn rút tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Luật sư nhận định rằng nếu đây là phương thức thủ đoạn của bị cáo, thì cuối cùng bị cáo lại vừa mất tài sản, vừa đứng trước hình phạt tử hình. Trước đó, ở phần đối đáp, Viện Kiểm sát Nhân dân phân tích bản chất vụ án là bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn nhằm chiếm đoạt tiền, phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Khác với các vụ án vi phạm quy định ngân hàng khác, trong vụ án này, việc đưa tài sản vào làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Bởi tài sản đảm bảo có thể được rút ra, hoán đổi bất cứ thời điểm nào theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Nhiều tài sản không được đăng ký giao dịch đảm bảo, không có tính pháp lý. Bên cạnh đó, trong số 1.169 tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan bị kê biên, chỉ có khoảng 60 tài sản được bị cáo mua trước năm 2012, còn lại khoảng 1.109 trên tổng số 1.169 tài sản được bị cáo mua sau năm 2012, chiếm 94,8%. Thời điểm hình thành các tài sản trên trùng với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Hơn nữa, kết quả hỏi cung của các bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh xác định các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát hầu hết không có hoạt động kinh doanh, kinh phí hoạt động phần lớn từ nguồn các khoản vay rút ra khỏi SCB. Quá trình điều tra, tại phiên tòa, các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đều khai bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB để mua, đầu tư dự án bất động sản. Trong phiên tòa ngày 1 tháng 4, Viện Kiểm sát cũng đưa ra nhiều lập luận khẳng định Trương Mỹ Lan chi phối điều hành SCB là chủ thể tội tham ô tài sản. Bị cáo Lan chiếm đoạt sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt nên phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB. Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát ngày 1 tháng 4, Viện Kiểm sát khẳng định Trương Mỹ Lan là chủ thật sự của SCB. Sáng ngày 1 tháng 4, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, bắt đầu với phần đối đáp của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM về các quan điểm bào chữa của luật sư, phần tự bào chữa bổ sung của các bị cáo, quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bắt đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, trong quá trình giám sát, giải quyết vụ án, luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Về vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại của vụ án, theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan thực hiện xuyên suốt từ năm 2012. Bản chất, Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính, như một nơi giữ tiền,
bất cứ lúc nào cần tiền thì Trương Mỹ Lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi SCB. Việc đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Các tài sản này có thể rút ra thay thế bằng tài sản khác không đủ điều kiện pháp lý, dẫn đến các khoản vay không có khả năng thu hồi vốn. Về quan điểm của luật sư cho rằng, việc định giá, xác định thiệt hại của vụ án phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, ngoài việc định giá để xác định thiệt hại thông qua hội đồng định giá, thì cơ quan tố tụng có thể áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ khác để xác định thiệt hại của vụ án. Và trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp khác để xác định hậu quả của vụ án mà không cần thông qua hội đồng định giá. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát không căn cứ vào kết luận định giá của công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại, mà áp dụng các biện pháp điều tra khác để xác định thiệt hại của vụ án. Viện Kiểm sát đã áp dụng cách tính tổng dư nợ trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo theo định giá của công ty Hoàng Quân là đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Cách tính thiệt hại lấy tổng dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo. Viện Kiểm sát cho biết, việc xác định này chỉ áp dụng đối với các vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng thông thường. Tuy nhiên, trong vụ án này, bản chất của Trương Mỹ Lan là chiếm đoạt tài sản, đưa các tài sản đảm bảo vào thế chấp nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm, hoán đổi nhiều tài sản không đủ điều kiện pháp lý, nên Viện Kiểm sát không xác định hậu quả vụ án theo cách tính trên. Đối với quan điểm cho rằng, việc SCB bán nợ cho công ty VAMC là được Ngân hàng Nhà nước cho phép nhưng vẫn quy kết dư nợ đã bán cho VAMC vào hậu quả của vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, dù pháp luật cho phép các tổ chức tín dụng được quyền áp dụng các biện pháp bán nợ, cấn trừ nợ để xử lý nợ xấu, nhưng trong vụ án này, các bị cáo đều dùng biện pháp bán nợ, cấn trừ nợ. Đây là thủ đoạn, phương thức để che giấu nợ xấu, che giấu hành vi phạm tội để chiếm đoạt tiền rút ra từ SCB, nên các bị cáo vẫn phải có trách nhiệm đối với các khoản nợ này. Vì sao Trương Mỹ Lan bị truy tố với hai tội danh? Sáng ngày 1 tháng 4, đối đáp lại quan điểm của luật sư bào chữa về việc xem xét lại tội danh của bị cáo Trương Mỹ Lan, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết, mặc dù hành vi của Trương Mỹ Lan là xuyên suốt trong một thời gian dài với cùng phương thức, thủ đoạn, nhưng Viện Kiểm sát lại truy tố về hai tội danh khác nhau. Vì trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm thỏa mãn cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ Luật Hình sự năm 1999. Đến giai đoạn từ 2018 trở về sau, lúc này Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực. Đồng thời, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành, thì trong giai đoạn này, hành vi của Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó, Viện Kiểm sát truy tố về hai tội danh là có căn cứ. Những bị cáo có chức vụ quyền hạn trong SCB là những bị cáo thân cận và giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản, rút tiền ra khỏi SCB, nên Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo này về tội tham ô tài sản. Các bị cáo cấp dưới là những người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không quyết định được các vấn đề, nên Viện Kiểm sát không xác định là đồng phạm với Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, mà truy tố các bị cáo này về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ Luật Hình sự năm 1999. Đối với quan điểm của luật sư cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ, không có quyền quyết định hoạt động của SCB nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, quan điểm này của các luật sư không đúng với luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng và không phù hợp với các tình tiết khách quan, chứng cứ có trong vụ án. Tuy Trương Mỹ Lan không phải là thành viên Hội đồng Quản trị SCB, không có quyền quyết định trong SCB, nhưng tài liệu, chứng cứ trong vụ án và kết quả thẩm vấn của các bị cáo khác đều xác định Lan là chủ thực sự, có quyền quyết định điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Hồ sơ có trong vụ án đã thể hiện rất rõ Trương Mỹ Lan sở hữu trên 91% vốn điều lệ của SCB, từ đó điều hành mọi hoạt động của SCB. Rất nhiều người làm việc với cơ quan điều tra đều nói rằng đứng tên mua cổ phần giúp Trương Mỹ Lan. Ngay chính Trương Mỹ Lan cũng xác nhận đã nhờ người thân, bạn bè mua cổ phần của SCB. Đối với việc bị cáo Trương Mỹ Lan và luật sư cho rằng
không sử dụng quyền hạn để sắp xếp, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB, nhưng các tài liệu thể hiện Trương Mỹ Lan chính là người bố trí, sắp xếp nhân sự và đây chính là thủ đoạn, phương thức phạm tội để Trương Mỹ Lan rút tiền ra khỏi SCB. Bên cạnh đó, lời khai của các bị cáo chủ chốt tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng đều thể hiện khi được bổ nhiệm đến lúc xin nghỉ đều phải thông qua Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng nhớ rất rõ từng nhân sự, lý do của việc sắp xếp từng nhân sự chủ chốt trong SCB. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những diễn biến tiếp theo của phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong các video tiếp theo. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!